Vậy là chính thức bây giờ em làm vợ anh. Về làm nàng sâu sống cùng anh đến khi bạc đầu. Dù đời gian nan em vẫn luôn kề vai sát cánh. Để ngày hôm nay thay lời anh muốn nói xa. Từ khi gặp em anh cảm thấy à đây người mà bấy lâu nay mà ba mẹ anh khuyên anh lấy. Cùng anh đi qua bao khó khăn, dẫu có sóng gió ai nhọc nhằn, hy sinh vì anh cố gắng. Anh sẽ là bờ vai cho em đến tựa vào, nhẹ nhàng tựa làn mây gió cuốn theo mang em về đây. Anh sẽ là ngọn sóng, em là bờ cát trắng. Sóng xanh ngã vào bờ, anh có em tình tựa như mơ. Em sẽ là cô sâu xinh nhớ đất trên đời, dịu dàng tựa ngàn vạt nắng đang chiếu soi đường tình dẫn lối. Người tựa đầu vào vai nhau, hét lên với cả thế giới. Có em trong cuộc đời là điều tuyệt vời nhất.
trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kìa những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Xa cách
Giang nhét sắp sân sắp sân, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia 50 lon, đóng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn, khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Mình là nhất
lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô sở trời Bắc cùng với các bạn bè nam nữ thanh niên của gia đình họ nhà trai. Và ngày hôm nay đây để tiếp đón đại gia đình họ nhà trai của chúng ta thì đại gia đình họ nhà gái của chúng tôi cũng có sự hiện diện đông đủ của các cụ, các bà, cô sở trời Bắc cùng với các bạn bè nam nữ thanh niên. Và lúc này Hồng Nhung mong muốn rằng tất cả quý vị khách mời sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay. Quý vị thính mến, có thể nói rằng Hà Nội và Phú Thọ thì đâu xa, hay tình nghĩa chan hòa trăm năm. Và giây phút này đây trở về với từ gia đình ngõ nhà gái, còn trân trọng giới thiệu bác trưởng đoàn đã kính đại diện cho gia đình ngõ nhà trai. Bác sẽ có ý kiến phát biểu để giới thiệu về thành phần đại biểu của gia đình ngõ nhà trai ngày hôm nay và có ý kiến phát biểu để xin phép được trao những cháp lễ vật ăn hỏi ngày hôm nay đến với đại gia đình ngõ nhà gái. Con trân trọng kính mời bác. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị quý khách. Và kính thưa toàn thể cô dì chú bác nội ngoại của bên hai gia đình, tôi là Trần Hòa đại diện cho bên họ nhà giai nên xin phát biểu. Lời đầu tiên tôi cũng xin kính chúc sức khỏe trên các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách cùng toàn thể cô dì chú bác nội ngoại của hai gia đình luôn luôn mạnh khỏe và gia đình an khang và hạnh phúc. Kính thưa trên các cụ, đoàn họ nhà trai chúng tôi hôm nay đi cũng hiện diện, có mặt có trên các cụ, các ông, các bà và cô dì chú bác cũng có mặt lên để đi mấy lễ ăn hỏi cho hai cháu Xuân Ninh và Hà Nhi ngày hôm nay. Và cũng được sự nhất trí của trên các cụ, các ông, các bà và gia đình họ nhà gái, gia đình nhà trai cũng đã chọn ngày này rất tốt. Hôm nay cũng có sửa mâm dầu ăn hỏi và cùng với lễ nghi và đầy đủ hôm nay lên để có ý kiến với trên các cụ, các ông, các bà với gia đình họ nhà gái cũng để xin cháu Hà Nhi làm bạn trăm năm với cháu Xuân Hinh và trong họ nhà trai chúng tôi. Và tôi cũng xin cảm ơn. Vâng ạ, cần xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn đã kính đại diện cho gia đình họ nhà trai đã có ý kiến phát biểu để giới thiệu về thành phần của gia đình và có ý kiến xin phép được trao những cháp lễ vật ăn hỏi về với đại gia đình họ nhà gái để được xin phép đón cô dâu xinh đẹp mà đúng không quý vị? Và quý vị thân mến, và giây phút này đây để đáp lại những tình cảm, những tấm chân tình của đại gia đình họ nhà trai, có trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đã kính đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có ý kiến phát biểu để chính thức đón nhận những cháp lễ vật ăn hỏi và bác cũng sẽ giới thiệu về thành phần đại biểu của gia đình ngày hôm nay tiếp đón đại gia đình ngõ nhà trai. Con trân trọng kính mời bác. Xin kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, cô dì chú bác và anh em quan viên hai bên bốn họ. Tôi là ông cậu của cháu Hà Nhi, được ủy quyền và sự phân công của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trái, tôi được đại diện cho gia đình
Trước hết xin được nồng nhiệt chào mừng tất cả các quý vị, các ông, các bà, các họ nhà trai cũng như họ nhà gái chúng ta đều có sự hiện diện và có mặt hôm nay. Chúc tất cả quý vị luôn dồi dào sức khỏe, đón tiếp với gia đình họ nhà trai lên có cái lễ ăn hỏi. Thì gia đình nhà gái chúng tôi cũng có đầy đủ các cụ, các ông, các bà là bậc trên và các bác, các cô, các chú cùng tất cả anh em nội ngoại hai bên của họ nhà gái để tiếp đón đoàn nhà trai hôm nay. Qua lời phát biểu của ông đại diện họ nhà trai, tôi cũng xin hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ông. Và nhân dịp hôm nay thì nhà trai lên thì cũng có đầy đủ xính lễ để đến làm cái lễ ăn hỏi. Đối xin cháu Hà Nhi về làm vợ của cháu Xuân Hinh và làm dâu con của các cụ, các ông, bà bên nhà trai. Tôi cũng xin đại diện cho gia đình xin được đón nhận và để tiến hành công việc và để vun vén xây dựng hạnh phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng được luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đậm đà, ngọn nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp. Chào thưa trên các cụ, các ông, các bà, cũng được sự nhất trí của trên các cụ, các ông, các bà và gia đình bên họ nhà gái cũng đã xin nhất lễ ăn hỏi dâng lên các cụ gia tiên. Các cụ gia tiên cũng chứng và phù hộ cho hai cháu Xuân và Hà Nhi luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và cho tôi xin ý kiến tiếp là phần hai, là cũng gia đình nhà trai chúng tôi cũng có sửa lễ là xin cưới nên để có ý kiến với trên các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái là xin nhận cái sắp xếp và nhận cái lễ về cho hai gia đình cũng để làm công tác chuẩn bị lo công việc chăm lâm cho hai cháu. Vâng ạ, con xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn đã kính đại diện cho gia đình họ nhà trai. Bắt đầu có ý kiến phát biểu để xin phép được trao lễ dẫn lễ gánh cưới. Và lúc này con trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đăng kính đại diện cho gia đình họ nhà gái lúc này sẽ có ý kiến phát biểu để chính thức đón nhận lễ gánh cưới. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên hai bên bốn họ. Vừa rồi hai gia đình chúng ta đã tổ chức cái nghi lễ gọi là lễ ăn hỏi cho hai cháu đã thành công tốt đẹp. Và cũng vì cái điều kiện nó cũng tương đối xa xôi nên hôm nay gia đình nhà trai có ý kiến là muốn có một cái lễ tiếp theo, tức là lễ xin cưới cho cháu. Vậy qua ý kiến của ông đại diện nhà trai, tôi đại diện cho họ nhà gái cũng xin được đón nhận và hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ông để tiếp tục chúng ta xây dựng và vun vén hạnh phúc cho hai cháu. Xin cảm ơn. Tôi cũng đại diện cho bên bạn trai cũng có xin ý kiến nghe trên các cụ
vì cũng là công việc của trên các cụ và các ông bà của họ nhà gái cũng đã nhận mâm dầu ăn hỏi và dầu xin cưới, thì bây giờ là công việc là cũng là hoàn tất rồi, còn để làm công tác chuẩn bị cho hai cháu là để vào buổi lễ thành hôn cho hai cháu, thì tôi cũng xin phép trên các cụ các ông bà là cũng nói thời gian về để cho trên các cụ các ông bà của hai họ và cũng đều nắm bắt được để làm công tác chuẩn bị về lễ thành hôn cho hai cháu tới đây. Vì là bên họ nhà trai chúng tôi cũng đã chọn ngày lành tháng tốt vào hôm 16 tháng 8 âm lịch năm 2024, là trên họ nhà trai chúng tôi chuyển bánh đi từ lúc đó là hơn 6 giờ lên đến đây, tức là ngoài 10 giờ 11 giờ kém là đến giờ, là cũng xin trên các cụ các ông các bà ở trên họ nhà gái là cũng để đón cháu về để làm dâu làm con và trong họ nhà trai chúng tôi, và tôi cũng xin cảm ơn và chúc trên các cụ của ông bà luôn luôn mạnh khỏe. Tôi xin nhớ kính chào tất cả quý vị và rồi ý kiến của ông đại diện họ nhà trai trong cái việc chuẩn bị lo cái lễ thành hôn cho hai cháu, về công việc thời gian và bên nhà trai đã cẩn thận xem được ngày thành tính tốt, thì chúng tôi cũng xin nhất chịu và chấp thuận theo cái sự sắp xếp đó. Hôm nay nhân dịp này gia đình chúng tôi cũng chuẩn bị một cái buổi liên quan văn nhỏ, xin kính mời tất cả các quý vị các phường thơ bà làm đại biểu nhà trai ta ở lại một dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh ngang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi. Môi tôi chỉ ước mong sao để mau được giàu lên, nhờ người mai mối để gước em về môi tôi, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nở năm ráng sang năm, mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy dâu, bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu.
mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Chơi nhà rằng mấy khi anh đến chơi nhà, hát lời con xuống chén trà mời nhau, hát lời con xuống chén trà mời nhau, để anh xây một miếng trầu dâu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, đừng áo tứ thân đừng khăn mó, cập ngưng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng hay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng. Thì bây giờ ra ngõ ôi mới trông ra ngõ bà cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng. Vì bây giờ ra ngõ ôi mới trông ra ngõ mà chờ. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, đừng áo tứ thân đừng khăn mó quạ, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Chót thương ánh mắt thập nhưng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trời tay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát vì dối hơi ai lại phải lòng. Bây giờ ra ngõ ôi mới trông ra ngõ mà chờ. Cách đêm chơi nhà rằng, cách đêm chơi nhà, cách đêm chơi nhà rằng, cách đêm chơi nhà. Tinh tang tang tinh 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 tang tinh tinh tang tinh tang tinh tang tang tinh 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 tang tinh tinh tang tang tinh. Hôm nay ông bà các bạn ông thương thời gian và các thứ đối với có lo công việc 100 năm cho cháu Trần Hiếp có sửa dân cơm dâng lên trên các cụ gia tiên và sau dư lộc trên mời trên các cụ các ông các bà các vị quý khách cùng toàn thể cô dì chú bác ở ngoài lớp lớp chén uống chén rượu nhẹ với gia đình và niềm mừng cho gia đình và mừng hạnh phúc cho hai cháu Xuân Linh và Nhi. Tôi xin kính mời trên các cụ ông bà lớp công bạn. Vâng, kính thưa các vị khách quý, các nền anh nền chị chúng em khi khách đến chơi nhà thì pha trà mời người xơi nước. Và trong những bữa tiệc như thế này thì người quan họ chúng em lại có câu hát rằng: tay tiên chúc chén diều đào, sánh ra thời tiếc uống vào thời say, tay nâng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Xin mời toàn thể các vị tân quý khách hãy dựng đũa nâng cốc để cùng với các nền anh nền chị chúng em có câu hát chúc diều. Thank you.
thưa các vị khách quý và chuyển lời cảm ơn của gia đình tới toàn thể các vị tân quý khách. Xin chân thành cảm ơn các vị quý khách đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình hôm nay để về đây chung vui cùng với gia đình và mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị.
bàn bạc còn đi xa như ông tìm hoa. Hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ ai thương em như thế. Hỡi cô gái nghĩa bình, bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái quà, dầu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau, mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau. Thank you.
phận làm con cúi đầu xin cơm. Anh ơi em biết rằng nhà anh khó nghèo, còn em trắng tay ngày tháng thử sinh. Xin anh vững lòng dù nghèo mà thương nhau, trọn đời mình nên duyên ước mơ nào hơn. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên hay họ mến yêu ba mẹ thương tình. Mấy nhiều từ đây vui đêm đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường chân anh có mình em đẹp.
DJ Việt Toàn 98. Mình cùng bên nhau em nhé. Ngày hôm nay em đã đến bên anh rồi. Mình cùng xây đắp tương lai, dù ngàn khó khăn cũng không chia xa. Cảm ơn em vì đã cho anh biết rằng tình yêu vẫn mãi tuyệt vời. Từ ngày trái tim chúng ta chung tin hết những câu hẹn câu hò.
yêu nhau nồng nàn. Nhưng lấy gì để minh chứng con tim? Em hứa đi, em hứa với anh một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi trắng hay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đau môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Em xin thề cũng non ngàn cũng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em. Sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Ngày hôm nay là ngày lành thật tốt.
hình và đại gia đình Hòa Nhà Trai của chúng ta cùng với đại gia đình Hòa Nhà Gái lúc trong tổ chức chương trình đại lễ quy quy cho các bạn trẻ. Chương trình đại lễ quy quy với bạn trẻ, chú rể Xuân Minh sẽ thích quảng đứng vừa rồi sự kiện Hà Nhi. Xin phép được chính thức bắt đầu. Và ngày hôm nay đây, sự hiện diện đặc biệt đó chính là sự hiện diện của bác trưởng đoàn đăng kính đại diện cho gia đình Hòa Nhà Trai cùng với chắc cơ trò xe sau. Thì lúc này đây con trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đăng kính đại diện cho gia đình Hòa Nhà Trai sẽ có ý kiến phát biểu để giới thiệu về thành phần đại biểu của gia đình Hòa Nhà Trai trở về với tư gia gia đình Hòa Nhà Gái ngày hôm nay. Và bác có ý kiến phát biểu để xin phép được trao chắc cơ trò xe sau. Cơ trân trọng kính mời bác. Kính thưa chị các cụ, các ông các bà, kính thưa các vị quý khách của hai gia đình và cũng người của hai cháu, kính thưa toàn thể cô dì chú bác nội ngoại của hai gia đình, xin kính chúc sức khỏe trên các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách cùng toàn thể cô dì chú bác nội ngoại của hai gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang và hạnh phúc. Kính thưa trên các cụ, cũng được sự nhất trí của trên các cụ, các ông, các bà và được sự nhất trí của hai gia đình cũng như của hai cháu. Hôm nay còn nhà gia chúng tôi cũng đã chọn ngày lành rất tốt và cũng sửa cây dầu xin dâu dẫn lên đến các cụ và nhà gái và cũng có ý kiến với trên các cụ các gia đình các bạn nhà gái cũng để xin cháu Hà Nhi về làm dâu con của nhà gia chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Bắt đầu mọi ý kiến phát biểu để giới thiệu về thành phần đại biểu của gia đình Hòa Nhà Trai về với tư gia gia đình Hòa Nhà Gái ngày hôm nay và có ý kiến phát biểu để xin phép được trao chắc cơ trò xin dâu và được đóng cô dâu xinh đẹp Hà Nhi làm con làm cháu cho đại gia đình Hòa Nhà Trai của chúng ta. Thì lúc này để đáp lại những tình cảm, những tâm chân tình của đại gia đình Hòa Nhà Trai, con trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình Hòa Nhà Gái sẽ có ý kiến phát biểu để chính thức đón nhận chắc cơ trò xin dâu lúc này. Trân trọng kính mời bác. Xin kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên của hai họ, hai gia đình. Hôm nay là một ngày lành rất tốt, được sự đồng thuận và nhất trí của hai gia đình đã lo công việc và tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Hôm nay đoàn nhà trai đã tới đây với gia đình nhà gái và đã có cơ trầu, chỉ dâu. Qua ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn nhà trai, tôi thay mặt cho đoàn nhà gái, họ nhà gái xin hoàn toàn nhất trí và chấp nhận, xin được nhận cây chầu xin dâu và cũng xin được nhận cháu Xuân Hình là chính thức là thành viên trong gia đình, trong dòng tộc nhà chúng tôi. Bạn đời trăm năm của cháu Hà Nhi chúng tôi xin chúc cho tất cả các quý vị anh em hai họ chúng ta có sức khỏe dồi dào, có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Quý thân mến, vào giây phút này đây thì hai bên gia đình của chúng ta, hai người mẹ đáng kính của chúng ta đã chính thức trao và đón nhận chắc cây chầu xin dâu để gắn chặt tình cảm quốc gia cùng với bốn lương duyên tốt đẹp của hai bên gia đình. Và quý vị vui lòng đón tay thật lớn lúc này để chúng ta của hai bên gia đình chúng ta. Chiếc áo dài
cháu rể của nội ngày hôm nay, và con mời bà nội sẽ trở lên sân khấu để đứng cạnh bên phía cô công chúa bé nhỏ của nội, đúng không ạ? Cô cháu gái thật sự nội yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Thật sự rất tuyệt vời, đúng không quý vị? Có lẽ những người vui mừng và hạnh phúc nhất ngày hôm nay đó chính là những đấng sinh thành, quý vị ạ. Thực sự không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn khi ngày hôm nay ông bà nội được chứng kiến khoảnh khắc yêu thương này, tuyệt vời như thế này. Khoảnh khắc mà cô cháu gái và ông bà yêu thương ngày hôm nay đã có một bờ vai, một điểm tựa thực sự vững chắc, đó chính là chú rể Xuân Hinh. Xin được trân trọng cảm ơn ông bà nội thật nhiều bằng một tràng pháo tay thật lớn đến từ tất cả quý vị. Và con kính chúc ông bà nội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho các con, các cháu. Và món quà tiếp theo ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời bố mẹ Thanh Giang sẽ trở lên sân khấu để có những món quà yêu thương. Và ngày hôm nay đây thì bố mẹ cũng đã được đón nhận một chàng rể thực sự rất tuyệt vời, đúng không quý vị? Chàng trai Xuân Hinh của chúng ta ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cho mẹ không chỉ trao những món quà yêu thương hạnh phúc đâu, mà cho mẹ còn trao cả món quà vô giá nhất mà cho mẹ có để dâng tặng cho Xuân Hinh, đó chính là cô gái xinh đẹp hài nhi của cho mẹ. Và lúc này xin được trân trọng kính mời món quà đến từ cho mẹ. Cây thật bền, có phải nóng sầm có thù cộng nắng cộng mưa, mẹ tôi cũng cả bốn mùa gió sương. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không phụ kính con trai. Từng tàu sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và ngày hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc của hai con. Bố mẹ có món quà để tặng hai con, món quà nhỏ như tấm lòng son. Bố mẹ tặng là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nên dạy cho tốt thật tài, bố mẹ vui. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý kính mến, thật sự ngày hôm nay bố mẹ rất hạnh phúc khi được còn chứng kiến cô công chúa bé nhỏ của bố mẹ luôn yêu thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến từ? Dạ vâng ạ, món quà lúc này đến từ chàng trai rất là tuyệt vời, chàng trai Minh Anh. Anh Minh Anh rất là nhiều và chúc cho anh luôn mạnh khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Dạ vâng ạ, quý vị thân mến, những món quà tuyệt vời đến từ những người thân thương và bạn thân của cô dâu xinh đẹp Hà Nhi. Và Hồng Nhung nghĩ rằng món quà quý giá và vô giá nhất mà cô dâu và chú rể được đón nhận đó chính là sự hiện diện của tất cả các bạn ngày hôm nay. Các ông các bà, kính thưa các vị quý khách của hai gia đình cũng như của hai cháu, kính thưa toàn thể cô dì chú bác nội ngoại của hai gia đình, hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt. Thay mặt cho gia đình họ nhà trai cũng xin kính mời hết các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách cùng toàn thể cô dì chú bác nội ngoại của gia đình họ nhà gái dẫn cháu Hà Nhi về họ nhà trai chúng tôi ăn trầu uống nước và dự buổi lễ thành hôn của hai cháu Xuân Hinh và Hà Nhi ngày hôm nay. Và nhân đây tôi cũng xin cảm ơn trên các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác của bên họ nhà gái cũng đã tiếp đón chân thành, tức là thành với họ nhà trai chúng tôi. Tôi xin cảm ơn. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lưỡi chúc bờ ngân âu. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghìn nắng hàng câu xanh dàn rào, bên dàn thiên ly bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có trường nhiều năm anh đã cùng em không thế nào.
trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê các con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng màu đen rất nặng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trông con em nhất làng. Vàng còn anh công tử sâu sang, tiếng cũng vàng em có út hột xoàn, nhà anh có xuân cỏ bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lai sai, trai thết bò xe con gái thết lợn gà. Tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trông con em nhất làng ngoài. Tiếng vàng còn anh công tử sâu sang, tiếng cũng vàng em có út hột xoàn, nhà anh có xuân cỏ bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng trai được đi đón người thân yêu nhất của mình trở về nơi tổ ấm hạnh phúc. Thật đúng là hôm nay sum họp trước mai, tình trong một khắc, nghĩa dài trăm năm. Chim khôn đậu cờ nhà quan, trai khôn dựng vợ, cái ngoan gà chồng. Đôi chim bồ câu đang tung cánh trở về nơi tổ ấm hạnh phúc. Và chắc hẳn trong giờ phút này đây, quý vị cũng đang rất nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của hai nhân vật chính, hai bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa hạnh phúc, hai con người đẹp nhất tân hôn trường trong buổi chiều ngày hôm nay. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay giờ phút này chúng ta sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu chú rể Xuân Hình cùng với cô dâu Hà Nhi sẽ cùng tay trong tay tiến lên với trung tâm sân khấu để cùng cúi chào và ra mắt toàn thể quý vị. Một trong vui hôm nay đây, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa khi mà đôi uyên ương của chúng tôi đã cùng đạt được đỉnh cao của tình yêu và cùng nắm chặt tay nhau đi tới đài vinh quang của hạnh phúc trước những tràng pháo vỗ tay, những lời chúc phúc của toàn thể quý vị. Và hiện diện trên sân khấu của chúng tôi lúc này chính là hai bông hoa đẹp nhất, hai con người hạnh phúc nhất tân hôn trường trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bằng tất cả lòng cảm tạ, sự biết ơn của đôi nương dành tới toàn thể quý vị, ngày hôm nay đã cùng bớt chút thời gian quý báu và ngọc của mình trở về đây chung vui và chúc phúc lứa đôi, thì đôi nương sẽ dành một cái cúi đầu thay cho lời chào, lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, để mở đầu cho chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay thì cho phép những người thực hiện chương trình chúng tôi được bắt đầu bằng hai từ định mệnh, bởi vì định mệnh đã đưa hai con người xa lạ, đó là chú rể Xuân Hình và cô dâu Hà Nhi, họ gặp nhau, yêu nhau và rồi ngày hôm nay họ cùng quyết định nắm chặt tay nhau đi tới đài vinh quang của hạnh phúc, đó chính là hôn nhân và gia đình. Và định mệnh cũng chính là lý do mà ngày hôm nay những người thực hiện chương trình chúng tôi cùng với toàn thể quý vị đang hiện diện tại đây để cùng chứng kiến câu chuyện tình yêu của hai con người mà quý vị yêu thương nhất, đó là chú rể Xuân Hình và cô dâu Hà Nhi. Và có lẽ rằng giờ phút này đây, thời gian không cho phép chờ đợi lâu hơn nữa, ban tổ chức chương trình chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Xuân Hình sánh diện cùng với cô dâu Hà Nhi xin phép chính thức được bắt đầu. Thì ngày hôm nay được sự thống nhất trí của đôi bên gia đình và chính quyền địa phương thì chú rể Xuân Hình cùng với cô dâu Hà Nhi đã chính thức nên duyên chồng vợ, đã đạt được một hạnh phúc như mơ. Và với những nghi thức đầu tiên lúc này đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình cùng với những lời phát biểu trao dâu và nhận rể sẽ cùng tiến lên với sân khấu để cùng phát biểu trước toàn thể hội hôn. Xin được trân trọng kính mời nhị vị trưởng đoàn ạ.
Và kính thưa quý vị thân mến, hoa đến thời kỳ thì hoa phải nở, đò chợt người đò phải sang sông, đến duyên em lấy chồng để khỏi thỏa lòng mong ước ước mong đêm ngày. Và tiệc rượu tân hôn hôm nay được song thân phụ mẫu đồng lòng đẹp ý, được chính quyền nhất trí hoan nghênh, và hiện diện trên sân khấu của chúng tôi lúc này chính là hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Và với những lời phát biểu đầu tiên thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời những lời phát biểu đến từ vị trưởng đoàn đại diện họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trao dâu. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa cô dì, chú bác, anh em, họ nội ngoại của nhà trai. Tôi là ông trẻ của cô dâu Hà Nhi, được sự phân công của gia đình, tôi là người đại diện cho họ nhà gái hôm nay. Lời đầu tiên xin được gửi tới quý ông bà, các cụ, các ông, các bà, anh chị em bên họ nhà trai lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị, do quãng đường cũng tương đối xa xôi nên hôm nay đoàn nhà gái chúng tôi tới đây cũng có đầy đủ đại diện của các thành phần, gồm có các ông bà, các cô dì, chú bác, anh em, chị em, bạn bè của cô dâu, và đặc biệt có cả thân sinh của cô dâu cũng đến để động viên và chúc phúc cho các con của mình. Kính thưa quý vị, cách đây vài tiếng ở hôn trường của nhà gái, chúng tôi đã nhận được cơ chầu xin dâu của họ nhà trai. Chúng tôi cũng được chào đón và đón cháu Xuân Hinh làm rể làm con của gia đình và đại gia đình của tôi. Giờ phút này trước hôn trường của nhà trai, tôi được sự ủy quyền của gia đình họ nhà gái chính thức trao gửi cháu Hà Nhi của chúng tôi về làm dâu con, làm dâu của các cụ, các ông bà. Thưa quý vị, cháu Hà Nhi chúng tôi đã khôn lớn trưởng thành, đã được học hành ở trên ghế nhà trường và xã hội. Tuy nhiên kiến thức thì rất rộng lớn, hai nữa cháu còn tuổi trẻ và kinh nghiệm cuộc sống chưa nhiều. Về làm dâu của các cụ, các ông bà dưới này, xin được sự chỉ bảo giúp đỡ và bảo bàn thêm cho cháu. Về đi, ông nhắc cháu là phát huy cái sự hiểu biết của mình, vận dụng vào cuộc sống, chú ý lắng nghe, học hỏi, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới của gia đình, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hai cháu phải thương yêu, giúp đỡ và chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống. Chúc cho hai cháu luôn luôn mạnh khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Tôi xin dành lời cảm ơn tới gia đình và họ nhà trai đã có sự tiếp đón chân thành và rất trọng thị của họ nhà trai đối với đoàn nhà gái chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị luôn luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Xin được cởi, xin chào, cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, nhà gái phát biểu xong rồi, nhà trai cũng có đôi lời vàng son. Và lúc này thì xin được trân trọng kính mời những lời phát biểu vàng ngọc đến từ vị trưởng đoàn đại diện họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa chư các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị quý khách của hai gia đình cũng như của hai cháu, kính thưa toàn thể hội hôn, tôi là Trần Hòa, đại diện cho bên họ nhà trai nên xin phát biểu. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc sức khỏe trên các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách cùng toàn thể hội hôn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang và hạnh phúc. Kính thưa trên các cụ, được sự nhất trí của các cấp chính quyền của hai địa phương và được sự nhất trí của trên các cụ, được sự nhất trí của hai gia đình và cũng của như hai cháu,
Trên gia đình, hai gia đình họ nhà trai và nhà gái cũng đã chọn ngày lành tháng tốt và tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Xuân Hinh và Hà Nhi ngày hôm nay. Tôi cũng qua đây cũng được sự phát biểu của vị đại diện của họ nhà gái, và họ nhà gái trên các cụ cũng đã dẫn cháu Hà Nhi về giao cho họ nhà trai chúng tôi. Tôi đại diện với bên họ nhà trai, tôi xin nhận kể từ giờ phút này cháu Hà Nhi là cháu dâu của họ nhà trai chúng tôi, là con dâu hiền của vợ chồng ông Cứ và bà Vịnh. Mà cũng kể từ giờ phút này cháu Xuân Hinh là cháu rể của trên các cụ, các cô bà họ nhà gái, mà là cũng là con rể Thảo đối với ông Hanh và bà Gia. Đến đây tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi xin thay mặt cho hai gia đình, trên các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách cùng toàn thể cô dì chú bác đã bớt chút thời gian về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu Xuân Hinh và Hà Nhi ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu rất là xúc tích nhưng không kém phần ý nghĩa đến từ vị trưởng đoàn đại diện nhà trai. Và con xin được chúc hai bác cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an và may mắn. Và lúc này thì con xin được trân trọng kính mời nhị vị trưởng đoàn, chúng ta sẽ cùng tiến ra giữa trung tâm sân khấu để cùng trao cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm thật thân thiện để kết tình thông gia. Một trong bàn tay thật lớn của quý vị dành cho nhị vị trưởng đoàn ạ. Vâng, xin được cảm ơn hai bác rất nhiều và con xin mời hai bác sẽ cùng trở về bàn danh dự của mình và cùng đến với những phần tiếp theo của chương trình. Bên kia sông có cô gái nhỏ dịu dàng xuân sắc nghiêng nghiêng con đò. Tôi thương em ngày nhớ đêm mong, viết câu ẩn tình gửi gắm trong lòng. Tôi bảo em nếu có lấy chồng, em thử xem anh có được không. Em bảo tôi vẫn đang mơ mộng, chưa thể lo được ấm no cuộc sống. Xuân đang qua hạ đang tới, cuối cùng em cũng đã nhận lời. Hôm nay em đi sang nhà chơi, em nói đôi lời với cha mẹ tôi. Em bảo con đã nghĩ kỹ rồi, mẹ đồng ý chúng mày đẹp đôi. Tết sang năm phải in thiệp mời, sang thưa mẹ em xin cho rước về thôi. Mai ngày kia mình cười nhau nhớ, anh phải mang chầu cau sang nhà. Thưa mẹ cha đưa em xuân ra, về rừng xây chung một mái nhà. Em đừng lo mình lấy nhau đi, mình cùng sinh dâm để nhọc tì. Anh trồng rau em thì nuôi cá, một mái tranh đều có cả chúng ta. Trong tình yêu. Và ngày hôm nay đây thì cô dâu và chú rể của chúng tôi đã cùng quyết định nắm chặt tay nhau và cùng nhau bước lên con thuyền hạnh phúc và cùng đạp sóng rẽ gió để ra khơi. Và minh chứng cho tình yêu tuyệt vời đó thì ngay lúc này đây, trước sự chứng kiến của toàn thể hội hôn thì đôi nương sẽ cùng trao cho nhau một kỷ vật thiêng liêng trong ngày cưới. Đó là cặp nhẫn cưới mà hai bạn đã cùng lựa chọn và chờ đợi đến ngày hôm nay, ngày đại lễ thành hôn, sẽ cùng đeo lên ngón tay áp út nơi mạch máu trái tim đang chảy xiết của người bạn đời của mình. Và lúc này thì xin mời chú rể Xuân Hinh, bạn sẽ cùng lấy nhẫn ra và hai bạn sẽ cùng hướng về nhau để cùng trao cho nhau kỷ vật hết sức là tuyệt vời và ý nghĩa thiêng liêng trong ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thích, giống như tình yêu đẹp của đôi bạn trẻ mãi mãi bền chặt. Và khi hai chiếc nhẫn để tách rời nhau ra, nó chỉ là số không tròn trĩnh, nhưng khi để sát lại gần nhau thì đó chính là biểu tượng của chiếc khóa tình yêu. Và lúc này đây thì cô dâu và chú rể của chúng tôi đang cùng trao cho nhau một kỷ vật hết sức tuyệt vời trong ngày cưới, đó là cặp nhẫn cưới đẹp nhất ngày hôm nay. Và chúng tôi rất mong muốn quý vị có thể dành cho nghi thức tuyệt vời này một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và ngay sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng giơ cao cặp nhẫn cưới của mình để cho các nhiếp ảnh gia có thể lưu giữ lại, cũng như toàn thể hội hôn có thể chứng kiến cặp nhẫn cưới đẹp nhất ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là ngày xưa nhẫn cỏ trao em, bây giờ kim nhẫn nhẫn lòng trao em cả mối tình nồng, để anh làm chồng, cô ấy làm dâu. Và quý vị vừa được chứng kiến cặp nhẫn cưới đẹp nhất trong ngày hôm nay, ngày đại lễ thành hôn của chú rể Xuân Hinh và cô dâu Hà Nhi. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục hướng về với trung tâm sân khấu và xin mời đôi uyên ương sẽ cùng
cùng tiến về bên tháp bánh hạnh phúc và sẽ cùng tay trong tay cắt từng tấm bánh yêu thương trước sự chứng kiến của quan viên hai họ. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là bánh này bánh nghĩa bánh tình, sáng như trăng sáng giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra, sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Và từng tầng bánh mang mỗi một ý nghĩa khác nhau, cũng giống như từng nấc thang đi đến bến bờ hạnh phúc của đôi yêu đương. Và chúng tôi rất cần những chàng có tay giòn giã hơn nữa của quý vị, có được không ạ? Và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi quý vị đang đến với nghi thức hết sức là tuyệt vời của cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đôi nương sẽ cùng tiến về bên tháp ly hạnh phúc. Và nhiệm vụ của chú rể Xuân Hinh lúc này đây sẽ là cùng dùng đôi bàn tay rắn chắc, đôi bàn tay sẽ dìu dắt nâng đỡ người vợ thân yêu của mình đi suốt cả cuộc đời, sẽ cùng thui chai rượu sâm bạch đầu tiên. Xin mời ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui hôm nay, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà chú rể Xuân Hinh của chúng tôi được thui rượu sâm bạch. Và đó thật là ý nghĩa khi mà lần đầu tiên chú rể thui rượu sâm bạch để cùng chúc mừng hạnh phúc của chính mình. Và quý vị có thể cổ vũ cho chú rể của chúng tôi bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Và xin mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng tay trong tay rót từng dòng rượu ngọt ngào lên tháp ly hạnh phúc trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, những dòng rượu sâm bạch đang róc rách chảy kia cũng giống như tình yêu đẹp của đôi bạn trẻ đang xuôi về một bến bờ hạnh phúc. Rượu hồng đào anh rót cạn tình em như một chén rượu đầy, anh chưa uống cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và đúng là say rượu say bia rồi sẽ tình, say tình muôn thuở mãi còn say. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một chai thì chưa đủ đông đầy, hai chai ta rót cho đầy yêu thương. Và xin mời chú rể Xuân Hinh lặp lại với những động tác đầu tiên với chai rượu thứ hai. Và lần này thì chắc chắn là chuyên nghiệp hơn rồi đúng không ạ? Vâng, cô dâu của chúng tôi đang cổ vũ cho chú rể, còn quý vị thì sao ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, phía dưới kia có nhắn với chú rể là tình yêu dành cho cô dâu Hà Nhi lớn đến đâu sắc mạnh đến đấy ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Và một lần nữa xin mời cô dâu và chú rể chúng ta tiếp tục tay trong tay rót ra 6 chiếc ly bên cạnh tháp ly hạnh phúc. Và số rượu còn lại là tiếp tục được đong đầy lên tháp ly trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì quý vị đang đến với những giây phút hết sức là tuyệt vời, lãng mạn, ngọt ngào của đôi yêu đương. Họ đang cùng tay trong tay rót từng dòng rượu sâm panh lên tháp ly hạnh phúc. Và những làn khói của sâm panh đang lan tỏa tới toàn thể quý vị, cũng giống như nhịp đập hai con tim cùng với tình yêu lớn của họ đang cùng lan tỏa tới hôn trường cưới của gia đình và nhà trai chúng tôi lúc này đây. Và chúng tôi không mong muốn gì ngoài những tràng pháo tay của toàn thể quý vị ngay giờ phút này ạ. Việc dựng vợ gả chồng là trách nhiệm, là bổn phận mà cha mẹ dành cho con cái. Tuy nhiên bằng lòng hiếu thảo của mình thì đôi nương cũng muốn bày tỏ tấm lòng của mình tới đấng sinh thành dưỡng dục hai bên gia đình. Chính vì vậy mà lúc này đây, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu để cùng đón nhận những ly rượu hiếu tính đến từ hai người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời cô chú ạ. Vâng, một lần nữa thì trên sân khấu của chúng tôi đang trở về đó chính là song thân phụ mẫu của chú rể Xuân Hinh và cô dâu Hà Nhi. Và xin mời các cô các chú sẽ cùng đứng cạnh hai người con thân yêu của mình. Và xin mời ạ. Và kính thưa quý vị, lúc này hiện diện trên sân khấu của chúng tôi chính là đại gia đình yêu thương của chú rể Xuân Hinh và cô dâu Hà Nhi. Xin được giao mắt toàn thể quý vị. Và nhà mình có thể dành cho đại gia đình một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và lúc này thì để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình thì chúng ta xin mời chú rể Xuân Hinh cùng với cô dâu Hà Nhi, chúng ta sẽ cùng nâng những ly rượu hiếu kính và dâng lên đấng sinh thành dưỡng dục hai bên gia đình. Và chú rể thì sẽ dâng lên bố mẹ vợ và cô dâu sẽ dâng lên bố mẹ chồng ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị thân mến, phía dưới trung tâm sân khấu lúc này đây, ở mỗi bàn tiệc trầu tiệc trà, tuy rằng chúng tôi không có rượu nhưng đều có trà. Và những người thực hiện chương trình lúc này cũng rất mong muốn sẽ kết nối những tình cảm yêu thương bằng cách là quý vị sẽ rót cho mình những ly trà, 2-3 rô và 2-3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Quý vị có sẵn sàng hợp tác với những người thực hiện chương trình chúng tôi không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và trên này thì khi mà MC Hồ thì
nhà mình cũng hô to thật là to và sẽ cùng cùng ly để cùng uống những ly rượu hiếu kính đến từ hai người con thân yêu của mình. Và con dâu và chú rể sau khi cùng ly sẽ cùng đan tay nhau uống rượu giao thề. Nhà mình nắm rõ chưa? Và quý vị đã sẵn sàng chưa? Vâng, những ly chào của vị đâu ạ? Dùng tay trái ra thật cao được không ạ? Chào đâu rồi ạ? Quý vị ơi! Và kính thưa quý vị thân mến, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta cùng với những người thực hiện chương trình đã cùng đi hết những nghi lễ trong ngày đại lễ thành hôn. Và lúc này đây, lễ đã thành, quý vị biết còn thiếu gì không ạ? Vâng, rất là nhiệt tình, chú rể Xuân Hinh thân mến, bạn có nghe thấy bên dưới vừa nói gì không ạ? Em nghe nhỏ. Vâng, chú rể của chúng tôi nghe hơi nhỏ và rất cần quý vị hô to hơn nữa. Và lúc này đây thì những nghi lễ trong ngày đại lễ đã thành. Còn thiếu gì quý vị ơi? Lần này nghe rõ chưa? Và chú rể thân mến, cho phép tôi đi sang bên này một chút. Và cho phép người thực hiện chương trình, chúng tôi muốn hỏi là đã bao giờ chú rể hôn cô dâu chưa? Vâng, chần chừ e ngại một lúc thì mới trả lời rằng có rồi ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, câu hỏi vừa rồi của những người thực hiện chương trình chúng tôi hỏi chú rể chỉ để hỏi vậy thôi, chứ chúng ta biết rằng để mà ngày hôm nay bạn trẻ đã cùng quyết định nắm chặt tay nhau để cùng xây dựng mái ấm gia đình thì họ đã hôn nhau rất nhiều rồi. Tuy nhiên thì những nụ hôn của hôm qua, hôm kia họ hôn ở đâu chúng ta không hề biết. Mà ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị và tại sân khấu này thì đôi đương có sẵn sàng trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn đánh dấu mốc lịch sử hôn nhân và gia đình không ạ? Em đồng ý. Cô dâu thì sao ạ? Em đồng ý ạ. Và kính thưa quý vị, rất là tuyệt vời, cô dâu và chú rể của chúng tôi đã đồng ý và nhà mình đã sẵn sàng chào đón nụ hôn dài nhất năm 2024 chưa? Sẵn sàng chưa? Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và quý vị đã sẵn sàng, đôi yêu đương của chúng tôi đã sẵn sàng. Vậy thì lúc này xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng hướng về nhau ạ. Vâng, tay đứng vị trí thì hạ tay cô dâu sẽ đặt lên bờ vai vững chắc của chú rể, nơi bạn sẽ nương tựa suốt cả cuộc đời. Và khi nào mà MC đếm 1 thì chú rể phải hôn cô dâu ngay. Và bao giờ đếm đến 5 mới được ngừng hôn. Hai bạn nghe rõ chưa ạ? Vâng, ok luôn. Và kính thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì các nhiếp ảnh gia của chúng ta chuẩn bị ghi hình và ban lễ tân chuẩn bị bắn pháo. Và 1, hôn đi ạ! 2, 3, 4, 4, 5, 5. Vâng, và 5. Chúc cho các bạn trẻ của chúng ta trăm năm tình viên mãn, cộng đồng nghĩa phu thê. Và kính thưa quý vị thân mến, trong ngày vui hôm nay, hạnh phúc trọn vẹn không phải chỉ đơn giản một điều, đó là cô dâu Hà Nhi của chúng tôi khoác lên mình một bộ đồ váy cưới lung linh lộng lẫy, và chú rể Xuân Hinh khoác lên mình một bộ đồ vest lịch sự. Mà hạnh phúc trọn vẹn đó là ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã đón nhận được rất nhiều những tình cảm yêu thương trở về của toàn thể quý vị để cùng chúc mừng hạnh phúc. Và bên cạnh đó là đôi nương đã cùng đón nhận được rất nhiều những món quà cả về vật chất lẫn tinh thần đến từ các quý vị khách quý. Nhưng giờ phút này đây, chúng tôi muốn tôn vinh hơn thế nữa, đó là những tình cảm yêu thương của những người thân thiết trong gia đình. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sẽ là ông bà nội của chú rể Xuân Hinh, cùng với những tình cảm yêu thương của mình dành cho hai người cháu yêu trong ngày đại lễ thành hôn, cùng với những tình cảm yêu thương về vật chất và tinh thần, thì xin được trân trọng kính mời ông bà nội của chú rể Xuân Hinh sẽ cùng trở lên sân khấu ạ. Vâng, và con xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị dành cho ông bà nội của chú rể được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn ông bà rất nhiều và con xin mời ông bà trở về bàn danh dự của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời những món quà tiếp theo. Đó là những món quà đến từ song thân phụ mẫu của chú rể Xuân Hinh. Những món quà mà cô chú đã dành cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình, lao động, cống hiến, dành dụm và chất chiêu, chờ đợi đến ngày hôm nay, ngày đã
đại lễ thành hôn của người con trai thân yêu của mình sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng trao tặng tới cô dâu và chú rể cùng với những lời chúc phúc tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng kính mời cô chú ạ. Và trên sân khấu của chúng tôi lúc này chính là những hình ảnh hết sức tuyệt vời, ý nghĩa. Song thân phụ mẫu của chú rể Xuân Hinh đang cùng trao tặng những tình cảm yêu thương ấm áp dành cho hai người con thân yêu của mình và những lời dặn dò chúc phúc. Và chúng tôi rất cần những tràng pháo vỗ tay thật tuyệt vời của quý vị dành cho tình cảm yêu thương vô bờ bến này ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn cô chú rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời những món quà tuyệt vời và ý nghĩa đến từ người em gái của chú rể Xuân Hinh ạ. Xin được trân trọng kính mời em sẽ cùng trở lên sân khấu. Và có thể thì cô chú vẫn tiếp tục nán lại sân khấu để cùng chụp hình với người con gái cũng như là người con trai thân yêu của mình trong ngày vui hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng ngày hôm nay đây là một ngày hết sức tuyệt vời với đôi nương khi mà được đón nhận những tình cảm yêu thương của toàn thể quý vị đã cùng trở về đây. Và bên cạnh đó, đứng cạnh với cô dâu của chú rể, chúng tôi mới cảm nhận được hết những tình cảm yêu thương của những đấng sinh thành dưỡng dục cũng như là những người thân thiết đang cùng trao tặng tới cô dâu và chú rể. Vâng, xin được cảm ơn đại gia đình nhà mình rất là nhiều. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những món quà ý nghĩa tuyệt vời đến từ toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin được chào đón món quà tiếp theo trở lên sân khấu. Đó chính là chị Quỳnh ạ, cùng với những tình cảm yêu thương, những món quà ý nghĩa sẽ cùng trao tặng tới đôi nương trong ngày vui hôm nay cùng với những lời chúc phúc tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng kính mời chị ạ. Vâng, món quà hết sức là dễ thương ạ, một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị? Vâng, rất là đáng yêu cùng với những lời chúc phúc, và xin mời chị sẽ cùng chụp hình lưu niệm với đôi nương trong ngày vui hôm nay. Trầu cao nhà anh ghé qua, hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nước ta thăng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mỗi lương duyên đêm trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nơi ta thăng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Em ơi anh muốn nói là anh yêu em không bao giờ dối trá. Ta bên nhau dù có ở nhà lá, yêu thì nhích mình lên xích gần nhau. Thông gia cho ta gần nhau, bao vất vả cũng luôn có nhau. Thầy bối phán rằng mình đang có tháng, rồi mình lên xe bom nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vô cùng nhau hát ca. Rủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mỗi lương duyên đêm trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Xong luôn. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nơi ta thăng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời
sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang chỉ hạnh phúc nơi ta trang bàn. Nhà bập nhè vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều nhé. Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em, đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má